Ê trời ơi, Ly vậy không nhìn đi nhân trời ơi, tôi đang gấp mà bà Ly. Dạ chú Mạc, chú ơi có thấy anh Tuki đâu không? Sáng giờ con liên lạc với anh không có được gì hết trơn, không biết anh có bị chuyện gì hay không nữa nè. Ai gọi kìa? Ê trời, có điện thoại mà cũng không biết luôn, lo quá luôn à. Ê trời ơi, ban tổ chức. Alo, không có không có không có, anh tham gia mà đại nhạc hội mà sẽ tổng duyệt mà. Trời không tin hả? Trời đất ơi, Henry lấy danh dự của Henry ra luôn á. Rồi bye bye ban tổ chức. Tuki, dậy đi. Ủa chú Mạc, cậu đã làm cái gì con bé Tâm mà nó biến mất không có lý do vậy? Chắc chú hiểu lầm con á, chứ con yêu Tâm thật lòng. Cổ á mới là người đang trốn chạy con. Cậu chỉ giỏi ngụy biện thôi. Cậu tin là tôi cho cậu một trận không? Em đang yêu một người. Ủa, nếu như yêu thì em càng phải lạc quan hơn nữa chứ. Tình yêu sẽ khiến cho con người ta luôn trẻ trung và yêu đời nữa nè. Nhưng sao chị thấy em buồn quá vậy? Có thể là em đã yêu sai người. Nhưng bây giờ em phải tìm cách đi xa anh ấy. Em ra đi thì người kia có biết hay không? Nếu như em ra đi mà không nói thì người ở lại sẽ rất là đau lòng đó. Ủa, anh Tuki nè mọi người ơi. Chào mọi người. Sao? Trời, anh đừng đừng. Anh đừng nói gì nữa. Anh mới từ bệnh viện của bạn anh về. Đã có kết quả của em. Em còn điều gì cuối cùng muốn làm nữa không? Kết quả kiểm tra khối u từ não em. Mm-hmm.